Hello, chào mừng mọi người trở lại với Hà nha. Hôm nay thì Hà sẽ lên cho mọi người một mẫu tay ga nhập khẩu Indo á. Mà mẫu này thì Hà nghĩ chắc mọi người cũng khá là quen thuộc rồi ha. Đó là dòng Honda Vario. Mà dòng này là 125cc nha mọi người. Cái thiết kế thì mình nhìn sẽ hơi khác một chút xíu so với 2022 thôi. Tức là cái phần mã với lại mặt nạ là thiết kế theo chữ hình dạng chữ M. Còn như của 2022 trở về trước á, là theo chữ V á. Đó, và cái dòng 2023 này á, thì mình sẽ được trang bị rất là nhiều tính năng hiện đại. Nổi bật nhất ở đây đó là hệ thống khóa thông minh Smart Key kèm theo cái cổng sạc, mà cổng sạc của xe này lại có nắp đậy nữa, rất là tiện cho mình ha. Để tránh trường hợp ví dụ như mình đi dọc đường mình sạc á, thì sợ là sẽ bị rớt á. Nên là cái xe này được thiết kế luôn cái nắp đậy, và cái hộc để mình sạc nó cũng khá là rộng á, và sâu nữa, nên là mọi người thoải mái luôn ha. Cổng sạc này mình sẽ cắm trực tiếp cái cáp sạc vào luôn ha, không cần phải mua thêm tẩu sạc hay gì hết. Còn đây là cái remote của xe nè, tức là xe này sẽ khóa thông minh nên là theo xe sẽ có hai cái remote như thế này nha. Còn cái này là cái dùng để mở cái cốt trong trường hợp khẩn cấp này nha. Còn đây là cái mật khẩu của cái hệ thống khóa, tức là nếu trường hợp mình làm mất hai cái remote này, mình có cái mật khẩu ở trong đây, cái hệ trắng trắng này nè, thì mình sẽ sao ra được thêm mấy cái remote nữa đó. Nên là khi mà mình mua những cái gì mà bên cửa hàng giao theo xe cho mình đó, thì mình giữ kỹ giúp Hà ha. Rồi, cái màu xanh xi măng hôm nay Hà đang quay cho mọi người là một màu sơn 3D á. Tức là bên Hà sau khi mà nhập từ Indo về, bên Hà mới sơn lên. Chứ bình thường thì màu zin sẽ không có cái màu này. Màu zin thì chỉ có 5 màu cơ bản, như là màu đen bóng, đỏ bóng, trắng nhám, đỏ nhám, trắng nhám, xanh nhám và đen nhám thôi ha. Nó không có nhiều màu, không có đa dạng màu. Và ngoài cái màu này ra thì Hà sẽ quay thêm cho mọi người một số màu xe đang có tại cửa hàng, sau đó Hà cập nhật giá cho mình tham khảo ha. Ở đây Hà đang có màu đỏ candy với màu đen bóng nè. Cái màu đen bóng này là bản khóa thông minh bên Hà độ màu nha. Còn cái phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng sẽ có tem chìm nha mọi người. Còn đây thì bên Hà sẽ dán tem nổi, tem nổi chữ Vario đằng sau nè. Đó, cái màu đỏ candy này cũng khá là đẹp. Hai màu này hiện tại đang bán rất là chạy bên Hà luôn. Còn ví dụ bạn nào thích màu sắc hơn á, thì bên Hà sẽ có cho mình màu xanh nè, xanh như trời, hoặc là hồng, hoặc là xanh ngọc, hay còn gọi là xanh cốm, hay gọi xe này xanh cốm nè, tím titan hoặc là xanh lục bảo, rất là nhiều màu xe ha. Đối với xe 3D thì đương nhiên Hà sẽ hỗ trợ bảo hành cái màu sơn cho mình là 1 năm nha mọi người. Mình sử dụng nếu có các vấn đề liên quan xảy ra như bong tróc, nổ sơn hoặc phai màu thì mình sẽ được hỗ trợ bảo hành miễn phí tại cửa hàng nha. Và mẫu xe này hiện tại đang có cái mức giá rất là tốt, đã giảm được 500.000 so với 2 tuần trước ha. Giá hiện tại chỉ dao động từ 38 triệu cho tới 42 triệu tùy màu sắc. Và mua gốc chỉ cần trả trước từ 6 triệu trở lên là có xe rồi. Hà nghĩ là cái số tiền này nó không quá nhiều đối với mọi người đúng không? Mà mình có thể sở hữu được cái xe mình yêu thích, 1 tháng thì mình góp rất là nhẹ nhàng theo khả năng của mình nha. Và đặc biệt á, thủ tục mua góp bên Hà rất đơn giản, chỉ cần căn cứ công dân gốc và còn hỗ trợ khách hàng 18 tuổi nữa. Nếu mà mình xem video này xong, mình tới mình mua xe mà có gọi cho Thu Hà trước để đặt lịch hẹn á, thì còn được giảm thêm từ 1 triệu đến 2 triệu chi phí đi lại. Quá nhiều ưu đãi cho mình ha, kèm theo nhiều món quà rất là hấp dẫn nữa. Số điện thoại hotline mọi người lưu lại giúp Hà nha, 0937 438 101. Địa chỉ cửa hàng ở Hòa Lợi, bên Cát, Bình Dương. Nếu mình ở xa thì mình có thể đến ngay cổng 1 Đại Nam, Hà hỗ trợ đón vào miễn phí ha. Còn nếu trường hợp mà mình muốn ship xe thì cũng liên hệ với Hà trực tiếp qua số hotline đó. Hà có nhận cọc và ship xe toàn quốc nha mọi người. Hôm nay thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Hẹn gặp cả nhà tại cửa hàng trong thời gian sớm nhất.